Chào các bạn, xin giới thiệu các bạn cái bộ khẩu đen, khẩu CRMO chuyên sử dụng cho súng chip vô lông của hãng Casio Germany. Bộ này chính là cái trên mặt mình bàn mình đây, đồ cổ mô đình này. Cỡ của nó là từ 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38. Đây là một cái đầu khẩu có đầu vuông là 1 inch, tuy nhiên là cái cỡ socket của nó cũng nhỏ hơn, không có lớn cho lắm. Thì nó khác biệt so với cả cái khẩu trắng này, thì khẩu trắng này chúng ta sử dụng với cả cờ lê lực hay là cái cần siết. Thì cái tính chất hóa học vật lý của cái đầu khẩu trắng này thì nó không chịu được cái lực moment xoắn tốt bằng cái đầu khẩu đen. Khẩu trắng thì được làm bằng thép CRV chrome vanadium, còn khẩu đen thì được làm bằng hợp kim thép CRMO chrome molybdenum. Đây thì trên chính là cái nhân vật chính của cái bữa tiệc hôm nay. Mở khóa cái gạt lẫy. Cỡ của nó là từ 27 này, 29, 30, 32, 33, 34, 36 và 38. Sorry đếm ngược, đây 38 này. Đây là cái cỡ lớn nhất, size 38. Đấy, các bạn có thể thấy. Tên website, logo hãng, brand và kích cỡ thì được khắc laser ở trên thân của cái đầu khẩu này. Đó. Khẩu đen thì nếu mà khi mà chúng ta mua khẩu đen thì nên mua kèm cái O-ring cộng với cái chốt xỏ lỗ bu lông. Đấy. Nhưng mà sẽ ví dụ ở đây, ví dụ như con súng 3/4 này. Đấy, các bạn có thể thấy là nó bao giờ nó cũng có cái đầu kết nối đầu vuông của súng với cả khẩu. Đó, khi mà chúng ta lắp này chúng ta sẽ có cái chốt xỏ. Đấy, hay xỏ xuyên qua từ cái lỗ tâm này sang tâm này. Sau đó thì sẽ lấy cái vòng O-ring chụp lại. Đấy, thì là cái khẩu chuyên dùng cho súng 38. Đầu socket 6 cạnh hexagon. Đầu vuông dry O-ring. Đang có sẵn tại Vietcom GSC, đại diện phân phối duy nhất của hãng Casio Germany tại Việt Nam. Ok.